Thưa anh chị em, trước thánh lễ, anh chị em đã tham dự nghi thức làm phép lá, rồi sau đó kiệu lá, để nhớ lại việc Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem trong vinh quang. Thế rồi, khi cử hành thánh lễ, thì anh chị em vừa mới nghe bài thương khó của Chúa Giêsu. Xem ra hai điều đó có vẻ đối nghịch nhau. Một đằng là vui, một đằng là buồn. Một đằng là vinh quang, được người ta hoan hô. Một đằng là đau khổ, chết tủi nhục trên thập giá. Chúng ta nhìn từ bên ngoài thì thấy vậy đó. Nhưng thực ra không có sự đối nghịch ở đây, mà chỉ là một con đường duy nhất của Thiên Chúa thôi. Tôi nhắc lại một hai chi tiết trong các bài kinh thánh anh chị em đã nghe thì anh chị em sẽ thấy thôi. Trong bài Tin Mừng kể chuyện là Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong vinh quang đó, anh chị em nhớ lại coi. Khi vào thành Jerusalem thì Chúa Giêsu cưỡi ở trên lưng con vật nào? Con lừa, phải không? Thời xưa đó, và ngay cả bây giờ thỉnh thoảng chúng ta xem phim mà người ta chiếu lại cảnh ngày xưa đó, là các tướng lĩnh người ta ra trận thì người ta cưỡi ngựa chứ, phải không? Ngựa chiến mà. Hàng vua chúa cũng vậy, cưỡi ngựa chứ. Chúa Giêsu không cưỡi ngựa. Chúa Giêsu cưỡi trên con lừa. Và nếu anh chị em quen với Kinh Thánh đó, thì cái hình ảnh đó sẽ nhắc cho mình nhớ lời của tiên tri Zacharia trong Cựu Ước viết như thế này. Đó là vị vua hiền lành cưỡi trên lưng lừa. Con lừa nó là một con vật chở đồ, rất là bình thường thôi, chứ đâu phải là ngựa chiến. Cho nên Chúa Giêsu cưỡi lừa, đó là hình ảnh của một vị vua vào thành Jerusalem, không phải là bằng sức mạnh quân sự, mà là một vị vua hòa bình, một vị vua hiền lành, vị vua của người nghèo. Thế rồi, trong bài thương khó anh chị em mới nghe, tôi chỉ nói đến một chi tiết thôi. Ông Tổng trấn Phi-la-tô biết rằng chỉ vì ghen ghét cho nên người ta tìm cách giết Chúa Giêsu thôi. Cho nên ông tìm cách tha. Thế thì mỗi năm vào dịp lễ lớn, lễ vượt qua đó, thì người ta có thói quen là ân xá, tha cho một phạm nhân. Thế ông ta mới hỏi người Do Thái là: các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ bảo không, tha Ba-ra-ba cơ. Còn Chúa Giêsu thì họ đòi đóng đinh. Thế bây giờ Ba-ra-ba là ai? Chúng ta có thói quen nghĩ rằng Ba-ra-ba là một tên trộm cướp bị nhốt ở trong tù. Không phải thế đâu. Chính Thánh Marco kể cho chúng ta nghe này. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Không phải là trộm cướp đâu, phiến loạn, nổi loạn. Và chúng ta phải đặt mình vào trong cái bối cảnh chính trị của thời bấy giờ. Đất nước Do Thái đặt dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Và vì thế trong lòng dân Do Thái nhiều người bất mãn. Và nhiều người chủ trương sử dụng bạo lực để lật đổ đế quốc, để giành lại độc lập của dân tộc. Và cái chuyện đó một cách nào đó thì cũng là bình thường.
Nó diễn ra trong lịch sử của rất nhiều đất nước. Thành thử ra khi mà người Do Thái người ta muốn tha Baraba là người ta bày tỏ lập trường của người ta đó. Là người ta ủng hộ những nhà lãnh đạo sử dụng bạo lực để chống lại đế quốc Roma. Và điều đó cũng hàm nghĩa rằng Chúa Giê-xu không phải là vị lãnh đạo theo kiểu đó. Chúa Giê-xu là vị lãnh đạo, vị vua cưỡi trên lưng lửa, vị vua hòa bình, vị vua hiền lành, vị vua khiêm tốn. Ngài giải thoát chúng ta không phải là thoát khỏi ách đế quốc Roma hay một đế quốc nào khác, mà Ngài dùng con đường thập giá để giải thoát chúng ta khỏi đế quốc lớn nhất là Satan, là tội lỗi. Thế cho nên tôi mới nói với anh chị em, hai cảnh rước lá rồi bài thương khó có vẻ đối nghịch nhau, nhưng thực sự không đối nghịch đâu. Nó chỉ trình bày con đường mà Chúa Giê-xu đã đi để cứu độ, để giải thoát chúng ta thôi. Ê, hình ảnh mà hôm nay chúng ta cử hành phục vụ lễ lá rồi nghe bài thương khó, thực ra đó thì cũng không chỉ có hôm nay đâu, mà mỗi khi dâng thánh lễ chúng ta đều làm lại cái điều đó. Trong thánh lễ, anh chị em có nhớ là chúng ta hát kinh thánh 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 ông, hoan hô đấng ngự đến nhân danh Chúa, Hosanna. Cái lời đó từ đâu? Lời đó lúc nãy khi mình kiệu lá đó là mình hát đó. Đó là lời của người Do Thái ca tụng Chúa Giê-xu khi mà đón Ngài vào thành thánh Jerusalem. Hosanna, hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến. Trong thánh lễ chúng ta làm như vậy. Và ngay sau đó làm cái gì nữa? Ngay sau đó thì linh mục đọc kinh nguyện thánh thể. Mà kinh nguyện thánh thể là gì? Kinh nguyện thánh thể là lời kinh tưởng nhớ việc Chúa Giê-xu hiến thân trên thập giá để cứu độ chúng ta. Này là mình thầy bị nộp vì các con. Này là máu thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Cho nên không phải chỉ có hôm nay lễ lá mình mới làm đâu. Hàng ngày nếu chúng ta hiểu, ngay trong mỗi thánh lễ là chúng ta làm việc đó. Tôi nhắc anh chị em điều đó để mình dâng thánh lễ với sự hiểu biết và ý thức đức tin thần. Và khi chúng ta rước lễ là rước ai? Rước cái vị vua hòa bình đấy, rước vị vua hiền lành ấy, rước vị vua khiêm tốn ấy, để mình kết hợp với Ngài và sống như Ngài. Sống bình an, sống hiền lành, sống khiêm tốn với mọi người. Và đó là cách để chúng ta sống tham dự tuần thánh bắt đầu từ hôm nay một cách tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Amen.